Vâng, kính thưa quý vị, trở lại trên phần 2 của chương trình Orange County Advantage Medical Group số 35. Đây là một trong những cái tổ hợp y tế Việt Nam đầu tiên ở Orange County phụ trách cho những bệnh nhân có Medicare và vừa Medicare vừa Medi-Cal. Trong cái chương trình của tổ hợp, nhiều người họ thắc mắc là tại sao tôi phải vào những cái chương trình của tổ hợp y tế. Thì kính thưa quý vị, nếu quý vị nằm trong những chương trình y tế điều quản thì nhiều cái hãng bảo hiểm khác nhau họ đưa cho, gửi cho quý vị những cái quyền lợi mà nếu quý vị không có công sở sẽ không có nếu quý vị không tham gia vào những cái tổ hợp đó. Thì tất cả những cái tổ hợp y tế đều nhằm mục đích chính là giúp cho quý vị có một cái sức khỏe tốt đẹp hơn. Nhưng mà tổ hợp Orange County Advantage Medical Group, chúng tôi đi một vài bước xa hơn nữa, là chúng tôi muốn là nếu mà ngay cả khi mà quý vị vào trong những cái tổ hợp điều quản, quý vị vẫn có thể được cái chọn lựa một cách dễ dàng hơn. Chẳng hạn muốn đi bác sĩ chuyên khoa nào trong tổ hợp thì quý vị có thể gọi thẳng với họ, chỉ cần nói là tôi là tổ hợp Orange County Advantage hay là OC35 thì bác sĩ chuyên khoa đã biết là chúng ta đã có cái ký contract với họ rồi. Thành ra vì vậy tổ hợp muốn là bao gồm hầu hết tất cả các bác sĩ chuyên khoa trong vùng để cho quý vị, nếu mà cái sự chọn lựa của quý vị nó dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là nếu mà bác sĩ chuyên khoa về mắt chẳng hạn, chúng tôi muốn thúc đẩy bệnh nhân có bệnh tiểu đường đi khám bác sĩ chuyên khoa về mắt, là cái mắt vẫn là ngoài cái linh hồn của cái chúng ta, nhưng mà cái cửa sổ của linh hồn, nhưng mà cái mắt nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta không còn thấy đường nữa là chúng ta bị tàn tật rất là nặng. Thành ra vì vậy nếu mà quý vị nào bị tiểu đường thì quý vị ngoài cái vấn đề mà dễ bị cảm cúm nhưng mà dễ bị hư thấy mắt, thành ra vì vậy các bác sĩ gia đình trong tổ hợp lúc nào cũng được nhắc nhở là tới ngày tới tháng là để khuyến khích bệnh nhân đi bác sĩ chuyên khoa về mắt để xem cái mắt của mình có bị hư hay không. Thành ra tổ hợp Orange County Advantage Medical Group là một cái tổ hợp Việt Nam ở Orange County có rất nhiều các bác sĩ chuyên khoa về mắt cũng như nhiều bác sĩ chuyên khoa khác, mà chúng tôi vẫn nói đùa là tổ hợp gì và có bác sĩ còn nhiều hơn bệnh nhân nữa. Kính thưa quý vị, thì cái vấn đề là bây giờ quay lại cái vấn đề cảm cúm, thì như bác sĩ Lê Hồng Sơn có nói là một số những người lớn tuổi, nhất là khi mà bị tiểu đường, dễ bị những bệnh tiểu đường hơn và có những cái thuốc chích ngừa tốt hơn là thuốc chích ngừa bình thường. Nhưng mà bây giờ cái chích ngừa nó qua rồi, làm thế nào để tránh được bệnh cảm cúm, ngoài cái vấn đề thấy ai mà bị cảm cúm mình chạy cho khác. Nhưng mà bác sĩ Sơn, thuốc bây giờ nói tới thuốc bổ. Thuốc bổ nó có tốt không bác sĩ Sơn? Kính thưa quý vị, để trả lời câu hỏi của bác sĩ Dương về vấn đề thuốc bổ đó, thì như quý vị biết là Medicare và Medicare không trả cho thuốc bổ. Nhưng mà nếu mà quý vị nằm trong tổ hợp Orange County Advantage Medical Group, quý vị có, hoặc là trong chương trình của Easy Choice, Care First, Central Health hoặc là United Healthcare, quý vị có được một số tiền đặc biệt hàng tháng hoặc là mỗi 3 tháng. Thí dụ như Easy Choice tặng cho quý vị mỗi 1 tháng là $40, tức là quý vị có thể order những cái thuốc men, những vật dụng y tế mà Medicare, Medicare không có trả, thẳng từ Easy Choice, họ sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, không qua bác sĩ, cũng không qua phòng, không qua dược sĩ. Trong đó có thuốc bổ. Đặc biệt như thí dụ như thuốc bổ như Centrum, gọi là Centrum Silver Centrum, tức là đặc biệt những cái formula để dành cho những người lớn tuổi. Tôi thấy là ở những pharmacy hay là ngay cả Costco, những một hộp Centrum nó một thí dụ 100 viên có thể khoảng mười mấy đô la một hộp. Thì quý vị có thể order đó thẳng từ Easy Choice hoặc là CareFirst hoặc Central Health hoặc United Healthcare. Trở lại vấn đề cái question là thuốc bổ có thực sự có ngừa được bệnh flu hay không? Thực sự cái điều đó chưa có ai chứng minh là thuốc bổ có thể ngừa được bệnh flu. Tuy nhiên nếu mà quý vị thấy trong người không có được khỏe, ví dụ như xuống cân, ăn uống không được tốt mà thì có thể dùng cái thuốc bổ để bổ đắp phần nào cho cơ thể cho chúng ta. Một cái research gần đây nhất họ thấy là nếu mà quý vị ăn uống đầy đủ thông thường và sức khỏe không có gì bất thường thì thuốc bổ thật sự nó cũng không có đem theo ích lợi nhiều hơn là cho quý vị, ngoài cái vấn đề quý vị ăn uống điều độ hoặc là thể dục thể thao. Nói tóm lại là thuốc bổ thì cũng giúp đỡ phần nào, đặc biệt cho quý vị cao niên hoặc là quý vị có sức khỏe mà ảnh hưởng tới vấn đề ăn uống của chúng ta.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái tôi nghĩ đó gọi là the beauty of medicine, nghĩa là mỗi một người bác sĩ nhiều khi họ có một cái lối hành nghề tương đối khác nhau một chút. Thành ra ví dụ nếu mà quý vị đọc sách và y khoa thì nhiều khi họ thay đổi, y khoa là một cái khoa học thay đổi hàng ngày một chứ không phải nói là hàng tháng, hàng năm. Thành ra vì vậy những cái lời khuyên mà chúng tôi khuyên quý vị ở ngày hôm nay có thể trong vòng vài tháng, vài năm nữa nó sẽ không có thích hợp nữa. Thành ra vì vậy quý vị nói vậy để quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Thực sự kính thưa quý vị thì nếu mà có bác sĩ Thái ở đây thì ông bác sĩ Thái sẽ nói là phải uống vitamin D, thì chúng tôi cũng đồng ý, cái bác sĩ Sơn cũng đồng ý là chúng ta thiếu vitamin D rất là nhiều. Nhưng uống vitamin D để bổ toàn cơ thể cho chúng ta không có bị bệnh tật, bị cái này, bị cái kia, nhưng mà cũng có thể nó tránh được cái vấn đề cảm cúm. Nếu gần đây nữa thì một số các bác sĩ họ nói là nhiều khi ngoài thuốc bổ ra chỉ cần có một số những cái khoáng chất khác nhau, trong đó có magnesium chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn uống đầy đủ thì chúng ta không có thể không cần phải uống một viên thuốc nào hết ngoài vitamin D, tại chúng ta không có phơi nắng đủ. Bác sĩ Sơn thì bây giờ đó nhiều người cứ nghĩ rằng là vitamin C là cái thuốc mà để chống cảm cúm, C là cảm cúm mà uống C nhiều nó làm quá tử. Bác sĩ Sơn nghĩ sao, bác sĩ Sơn? Thật sự thì nói về vitamin C để chống ngăn ngừa cảm cúm thì cũng chưa có một cái research hay là một cái thống kê nào đặc biệt về vitamin C về để ngăn ngừa cảm cúm. Như bác sĩ Dương vừa mới nói, nên chúng ta ở trong cái xã hội này ăn uống để rất đầy đủ, đặc biệt là quý vị không có xuống cân một cách quá mức, là không có bệnh như bệnh đường tiêu hóa một cách rất trầm trọng, thì cái vitamin C chúng ta rất là đầy đủ. Một cái điều nữa bác sĩ Dương nói là có thể những thay đổi về y tế trong vòng 1-2 năm có thể thay đổi khác nhau, nhưng mà bác sĩ Dương biết là từ ngày tổ hợp Orange County Adventist Medical Group thành hình đó, thì những quyền lợi đặc biệt của người bệnh nhân trong vòng nhiều năm vừa qua vẫn giữ như cũ, hầu như là năm 2018 có thể khá hơn những năm trước. Thí dụ như chúng ta bắt đầu bằng cái vấn đề thuốc Viagra, thì bây giờ lúc đó thì Easy Choice hầu như là một cái tổ hợp, một bảo hiểm y tế duy nhất mà cung cấp Viagra cho người bệnh nhân trong tổ hợp. Và hiện nay thì hầu hết đa số các bảo hiểm y tế đều có ít nhiều cung cấp Viagra cho người bệnh nhân. Đương nhiên cái quyền lợi đó vẫn còn tiếp tục cho hợp Orange County Adventist Medical Group. Cái thứ hai là cái điều rất quan trọng là về thể dục thể thao, là 24 Hour Fitness. Chúng ta cũng như Easy Choice bắt đầu cái đó cách đây gần 10 năm thì vẫn cái quyền lợi đó vẫn còn. Và những cái điều kiện, ví dụ như là đi quý vị về Việt Nam hay để đi ra nước ngoài cover những cái vấn đề mà ER hoặc là nằm bệnh viện tới $25,000 thì điều đó vẫn còn. Và cái điều những năm gần đây như chúng tôi vừa mới nói là cái số tiền đặc biệt để tặng cho quý vị mỗi tháng để quý vị dùng để mua những cái vật dụng y tế hoặc là những thuốc men mà Medicare không trả thì có thể tăng lên năm 2018 lên tới $40 một tháng, hoặc là có những cái health plan cho 3 tháng một lần, thì cái điều đó là cái điều khá hơn những năm về trước. Thì nói tóm lại là chúng ta không có thay đổi gì trong 10 năm vừa qua và những cái quyền lợi y tế của mình bệnh nhân càng ngày càng nhiều hơn. Vâng, kính thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều hạnh phúc.